Trào lưu đổ tem đấu trên những chiếc siêu xe thể thao đang dần trở nên thịnh hành tại Việt Nam khi các tay chơi cho ra đời khá nhiều bản độ với tông màu ngoại thất lạ mắt. Trên đây là hình ảnh BMW i8 đổ dàn tem đấu BMW Safety Car phong cách trường đua MotoGP. Mới đây, hình ảnh của chiếc siêu xe BMW i8 tại Đà Nẵng đổ phong cách với tem đấu mô phỏng chiếc BMW Safety Car trong trường đua MotoGP mang công suất siêu khủng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và giới chơi xe tại Việt Nam. Nguyên bản của chiếc siêu xe tiền tỷ là bản màu trắng, tuy nhiên trên bản độ xế hộp được chủ nhân trang trí thêm tem đấu BMW Safety Car với ba sọc màu đỏ, xanh dương và xanh nhạt kéo dài từ đầu xe lên nắp capo. Tại thị trường Việt Nam, BMW i8 có giá bán khoảng gần 8 tỷ đồng. Phần đầu của xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình quả thận với đường viền sơn đỏ ấn tượng, dòng chữ M-Power, ký hiệu của dòng xe hiệu suất cao M-Series xuất hiện bên hông cửa cánh bướm. Hiện không rõ bản độ này tiêu tốn bao nhiêu tiền và có độ động cơ hay không. Chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh BMW i8 phong cách trường đua MotoGP sau khi hoàn thiện. Ngoài chiếc BMW i8, xưởng độ còn xuất xưởng thêm chiếc BMW 540i cũng sở hữu tông màu ngoại thất sọc đỏ xanh trên nền trắng tinh khôi bắt mắt. Bên cạnh đó, ngoài hai chiếc xế hộp tiền tỷ còn có sự xuất hiện thêm của chiếc mô tô PKL siêu khủng. Đây là chiếc hộp BMW 540i đổ dàn tem đầu ấn tượng. Còn đây là chiếc mô tô PKL nổi bật với dàn tem trắng xanh chủ đạo. BMW i8 sở hữu bộ la răng kích thước lớn 20 inch lốp Zunflat kích thước 215/45 trước và 245/40 sau. Nội thất bên trong của xe với ghế ngồi bọc da, dây đai an toàn BMW eBlue, màn hình cảm ứng 10,25 inch, kết nối Bluetooth, cổng AUX và USB cùng dàn âm thanh Cardon 600W 16 loa. BMW i8 sở hữu động cơ áp i3 1,5 lít, twin turbo, công suất 231 mã lực và một động cơ điện 131 mã lực giúp nâng tổng công suất toàn xe lên con số 362 mã lực và mô men xoắn cực đại 570 nanomet.